em để chồng bà đi. Chồng bà quỳ dưới chân tôi, năn nỉ xin tình yêu của tôi mà. Đừng lại đi, Thấm lại đánh một mình tôi thấy chưa, hai chọi một thấy chưa. Con đâu có đánh. Và cuối cùng không ngờ nạn nhân bị bỏ trong một cái bao tải lớn và trong đó có một hòn đá. Chẳng lẽ cái xác ở dưới sông là của bà mà thôi hả? Chúng ta mới tìm được một cái xác được chôn sâu dưới cát, chính là bà tôi. Hôm đó bà ta mặc bộ đồ này nè. Còn cái thi thể không nhận dạng được này là ai? Cậu giúp tôi cho nó một nhát. Đón xem hai xác chết trên sông trong kỳ án Đông Tây Kim Cổ lúc 21:30 chủ nhật ngày 8 tháng 2 chỉ có trên HTV2. Trời ơi! Mẹ đâu? Trời ơi! Mẹ đâu? Mẹ đâu? Máu! Trời ơi! Mẹ làm sao vậy? Trời ơi! Mẹ đâu? Chết rồi! Cái chết đầy ẩn số. Được phát họa từ trước. Bà có thể nhận dạng tâm hình này hay không? À, ông Hoàng làm sao? Giết chết bà hôm nay. Mày đâu? Mày kia lại. Mày ôm. Ôm chị ông đâu hả? Sao? Con.